Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review nguyên sinh group ngũ cốc dinh dưỡng heo natural giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Công dụng bổ sung các dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ cải thiện sức khỏe. Tốt cho tim mạch, bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh, đặc biệt phụ nữ mang thai và cho con bú, bổ sung omega 3. Omega 6, DHA, axit folic giúp trẻ phát triển trí não tối ưu, giúp phụ nữ mang thai tăng sức đề kháng. Giảm nguy cơ sinh con nhẹ cân và giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh toàn diện, giúp tăng hấp thu dinh dưỡng. Phát triển thể lực và tăng khả năng hồi phục sức khỏe, đối tượng sử dụng phụ nữ khi mang thai và trong thời kỳ cho con bú trẻ biếng ăn, suy dinh dưỡng, tiêu hóa kém, hấp thu kém, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em trong thời kỳ ăn dặm. Trẻ thời kỳ phát triển thể lực và trí tuệ, trên là hai đối tượng chính của sản phẩm tập trung hướng đến. Ngoài ra, còn đối tượng sử dụng sau đây, người biếng ăn, gầy yếu sức khỏe kém, người trong quá trình hồi phục sức khỏe. Người cần bổ sung dinh dưỡng, bữa ăn dinh dưỡng lành mạnh, hướng dẫn sử dụng, rửa sạch tay. Khử khuẩn cốc trước khi pha sản phẩm. Dùng thìa chuyên dụng trong hộp sản phẩm, pha với nước nguội hoặc nước ấm. Tùy theo sở thích có thể pha thêm đá sạch hoặc sữa đặc tỷ lệ pha cứ 50ml nước với 0,1 thìa bột. Ngày uống 02, 03 lần vào các bữa ăn phụ bổ sung hàng ngày uống cách các bữa ăn chính tối thiểu 30 đến 45 phút. Trẻ em trên 06 tháng 1 tuổi, ngày uống 02 lần, mỗi lần pha 01, 02 thìa tùy mỗi trẻ, trẻ em từ 1 tháng 5 tuổi. Ngày uống không hai lần, mỗi lần pha không ba, không bốn thìa, trẻ em trên 6 tuổi, người lớn và phụ nữ khi mang thai. Ngày uống đều không hai lần, mỗi lần pha không bốn thìa, ghi chú, để hỗ trợ sức khỏe tốt nhất nên sử dụng bột ngũ cốc hàng ngày. Sau khi mở nắp hộp nên sử dụng trong vòng 30 ngày, sau khi sử dụng đậy kỹ nắp hộp, tránh bụi. Côn trùng, long, tóc rơi vào, bảo quản sạch sẽ lon, thìa chuyên dụng. Không được để sản phẩm trong tủ lạnh hoặc trong lò vi sóng. Bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng Tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết.